tâm sự linh mơ kiếp tha cũng đồng hành. Vui chung cuộc hành trình phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là quý vị các bạn thân mến, quý vị các bạn vừa được nghe em test cái chất âm thực tế mộc mạc từ chiếc cục đẩy bãi CAF, một thương hiệu của Mỹ, đánh trực tiếp từ máy tính ra, và chúng ta lấy tín hiệu nhạc từ máy tính hoặc TV cũng được các anh nhé. Thì cắm thẳng vào đẩy và đánh ra một đôi la bass 40 với chất âm của nó mộc mạc nhưng mà nó rất là hay nhé. Tiếng cực kỳ là sáng và nói chung tiếng bass đánh rất sâu và ấm tiếng. Nói chung dòng này thì tiếng rất là hay, không chê được. Chiếc cục đẩy này thì em đang test cho anh Quân, có địa chỉ ở ấp Thạnh An, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Giá chiếc cục đẩy này thì nó bao ship nó rơi vào tổng 4 triệu mốt thôi nhá, 4 triệu 100, còn nếu giá tại cửa hàng nó rơi vào 3 triệu 9. Nói bên dòng đẩy CIF thì các bác biết với những dòng loa CIF thì đẩy CIF thì chất âm nó rất là hay. Đấy. Những dòng đẩy CIF thì những dòng như là CA TA18F rồi 20F rồi 16F rồi 12F, nói chung là có rất là nhiều đời. Thì với cái dòng này thì nó là cái dòng đời XA, đời cao hơn đời TA nhé. Màn hình nó có màn hình hiển thị nhiệt độ đằng trước này. Đời nó cao nên là chất âm, nên là cái máy móc của nó thì cũng còn đẹp các nhá, đẹp và chắc chắn là các bác sử dụng thì nó sẽ bền bỉ và nó sẽ còn mới mà. Đấy. Với chiếc cục đẩy này thì nó mang thương hiệu là CF với mã XA 16F, hàng bãi xịn nhá. CF thì nó là một thương hiệu của Mỹ và nó là thương hiệu, còn đâu là tất cả nó lắp ráp đều sử dụng nhà máy lắp ráp ở Trung Quốc thôi nhé, các bác lưu ý vấn đề đấy. Còn với nhà máy là nhà máy của Mỹ, nó giống như là iPhone điện thoại cũng vậy này, hoặc là Honda tại sao là nhỏ Nhật nhưng mà sản xuất tại Việt Nam. Đây, các bác lưu ý không nên là chúng ta nhầm lẫn là CF của Mỹ và sản xuất phải sản xuất tại Mỹ, thì chúng ta vẫn hay nhầm lẫn vấn đề đấy. Hàng này nó sản xuất kiểu như là nó liên doanh với các nước khác này, thì đâm là cái công suất của nó thì nó sẽ hiệu quả cao và nó hợp với những cái ví dụ như ở Việt Nam mình thì về sử dụng nó rất là hợp, bởi vì nó sử dụng điện 220 này, rất là hợp. Và với công suất dòng này thì các bác có thể chơi là một cặp 40 và một cặp 25, hoặc là chơi hai cặp 30, chúng ta chơi gia đình thì hết sức ok. Với thiết kế mặt màu trắng phay nhôm, đây là tất cả những phay này, nó làm lỗ này và làm rất là dày thôi nhá, rất là dày, cái miếng nhôm của nó rất là dày này, dày tầm hơn 1 ly, chung là rất là dày dặn. Mặt nó sơn nó nhũ bạc này, chống xước, nói chung là cực kỳ đẳng cấp. Hai volume này nhìn nó khá là đẹp. Một dàn đèn ở phía trước với mã XA16. Các bác vừa được nghe chất âm cũng như em test nhạc cho bác khách hàng, thì em làm view clip để lưu lại chút kinh nghiệm với anh Quân, cũng như là giới thiệu toàn thể mọi người với dòng cục đẩy CF, một thương hiệu phải nói là cực kỳ lớn, và hàng này thì chất âm quá hay này, quá hay luôn. Ở đây chúng ta ghép một đôi loa thì dây loa sẽ đấu bằng các mưu trích, đấu thẳng vào, xoáy vào đây. Còn đâu các bác có thể sử dụng bằng kẹp loa này, chúng ta xoáy này. Đấy. Kẹp loa của nó phải nói cũng rất là, nó làm rất là trơn tru. Đây nó có một chiếc cầu chì để bảo vệ máy thôi nhé, bảo vệ máy. Với thiết kế đường vào của nó bằng dây canon, ba chân và có đường link. Đường này nó giống, nó hai đường vào nhé, thường chúng ta sẽ vào bằng đường trên này. Và con này có chế độ đánh Sitte, Branel và Varai. Điện của nó điện 220 thôi nhá. Đánh được giải tần xuống từ 50 đến 60 Hz này. Giải tần đánh khá sâu. Sử dụng dòng sò Toshiba, dòng sò của Nhật. Sử dụng con này 16 sò và bộ áp thôi nhá. Nguyên một vỉ bộ áp. Con này, đây nó nguyên sử dụng một vỉ bộ áp này. Sử dụng 4 tụ. Tụ thì còn đẹp như mới luôn. Đấy. Tụ 100V. Và tụ này là tụ 4700mi thôi nhá. 4700mi. Từ những dây rắc lây kiện của nó khá chuẩn. Sử dụng tất cả toàn là IC thôi nhé. Đấy, những con IC xử lý tín hiệu rất là hay. Thì clip này thì xin giới thiệu toàn thể mọi người và test mọi người chất âm mộc mạc của dòng đẩy CIF bãi xịn, thương hiệu đến từ Mỹ. Rồi toàn thể mọi người, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Mọi mua hàng các bác hãy liên hệ cho em theo số máy 0385 22 28. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.